bạn chúng bạn có xôm group chấm điểm xua, tất cả những bài bóng ổn, đại tây tây nhị dùng tam đan, tiết sơn na channel, bóc chúng bạn phù vớt năng phù tu phù tạ ở đây, và thằng ngày đi chúng bạn bàn một lên tiết ổn xảy ra, và hai cái nông lúc đó có phong là khơi nhập ổn xảy ra, có phong là chế độ phục bài ổn, ổn cho chú ấy cái nào, chú sẽ thay hay chú đang thơ cái luôn anh mến. Ba thằng con này cứ chia sẻ cao một hiệp đây là ông xây đoàn quạt bằng pinh chỉ riêng đoàn thằng ấy chẳng là phụng bài ông phá hay là ông tui có bàn nơi tin đi phòng đai hay còn có bàn chui kia mà đây mà chương chẳng là thương bây giờ đây là phốn ba hay bài kia mà thằng ấy đi màu bây giờ sọc bái ấy bọn mà chơi bái sọc sọc với cả sọc nó rắm tại nông thôn người mình sọc mấy chơi là mấy giờ kia về chơi tại một ít biếng nông người là diện đi và ngày nay cứ bằng vốn còn chơi màu nó cứ màu đồng bay thạp từ cả nghĩa tại vì chơi môn và chơi môn ngày nay hay rồi kia thơ chơi bóng Will buổi clip này client nó con đó là phục mai bằng ôn ông phụ mình để quạt nơi cao của tên chắc hay không bạn và nơi cao của tên để quạt tên tên này dùng control channel là bằng vote bằng tạ nhưng ba từ tôi và được một mùi tôi chỉ làm và ở đó như chọn tới tăng vì mau thầm mau đó là đặc ma đấy ăn ngay nên đi chuyện gì buộc có ở nơi xa đặc ma mây hay nhôm đấy nơi xa cách chúng đặc ma chắc đâu không bà pram ti bị cái này bà pram này ti bị cái hay chẳng ngay đấy có mau đấy bầm non đấy cứ trong là quật ở trong từ trong từ khang ná đấy nhôm cũng đơn ra bà khang phù mà bệnh mây bà nói lưu tầm năng khang con xây mà nhạc còn phép ta miền lục dây mà nhạc còn miền là chỉ việc sọc sáu vậy nè hay là mỗi thà trong thật sự sọc tục lục dây thì nhạc ôn mà tay cháy đón ngày đi lục phù mà nhạc đại quạt tay tay để dùng tam đàn video bóp ôn được đông channel YouTube nữa mình chẳng còn bàn một lên còn tôi hay mà giang thiết còn trong chuông phù vốt đai trong khơi của vốn to là chắc là có bạn mà chụp chụp nôm cái lên chụp môi là ôm tới có vi hô phê rồi còn tay sai phụ nhôm đang cho từ bà phụ nhôm cho từ và to tiết hay ngày đi đây có nhôm bà miền cái đây xong nó đi đi lăng mình tên phục mai ông phố đòi nhôm bà từ tua bàn thạ vị ca nao yêu và thom đòi to pi lục ôm sợi kim huy bà nâng là ôm pro sự không chăn ba đại phụ quan luôn nơi ra đó là mình nơi rót California ba miền cái đây sản đau pro phần này hay còn chạy làm lên nơi Thavica ba mà đó là cái nhóm ba Cruza cái nhóm ba là Cruza Ponto là Ponto là Cruza Ponto và cái nông nô quan ban nhà chế Thavica mà mua chấm luôn bà chỉ phải xây nó chun từ khang kêu xa khen nhóm lúc miền là phục khen nhóm mà đài khen nhóm nâng mà đài mấy khen nhóm nâng là phục mấy khen nhóm có chun mà nè mà pay pram đô la bà mà pay pram đô la hay khang pon ta nó có chẳng đài có mà nè mà pay pram đô la khang phục bạc ca mà đài bạc ca mà đài mấy nâng là phục mấy đó bốn bà hãy cái nông nô phong đại có lộc ông sông không chăn lộc ông say kim huy có ban nhà thà bị ca mà chun lộc ông pro bà chụp mây bắc nhom bà luôn đập mới đi là smart nằm bắc phải pram bà hãy nhà chun nằm đại bắc ca bắc nhom nút smart nằm bắc phải pram là la phong đại bà để quật nhà chun như trong tới cứ quật nhà chun bay cua xa và bay cua xa nhom bát cua xa bằng vót hay là cua xa bằng tạ bà cua xa nhom nít cứ ban là chỉ luôn là sáu món từ chặt sập pram đô la và cua xa bằng tạ ban là mà rồi một thầy pram chứ bà
ហើយដោយសារសាបង្វឹកក៏បានប្រាំដែរបាទដោយសារឪពុកម្ដាយគាត់មានឪពុកមានម្ដាយមានឪពុកមានម្ដាយហើយចំណាយប្អូនមានតែម្ដាយអត់ឪពុកបាទហើយចំណាយប្អូនរត់មានតែឪពុកអត់ម្ដាយបាទហើយក្នុងនោះក៏លោកអ៊ំគាត់មានក្តីស្រឡាញ់អាណិតនិងផ្ដល់លេខការរាប់អានចំពោះពួកខ្ញុំទាំង3នឹងក្រុមគ្រួសារហើយគាត់បានផ្ញើជាអំណោយតាមពីការនេះ មកជូនមកដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំង3នាក់បាទហើយប្អូនមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីជូនពរទៅលោកអ៊ំប្រុសនិងលោកអ៊ំស្រីប្អូនសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំក៏អត់មានអ្វីច្រើនទេមានតែពាក្យថ្លែងម្ដងគុណគាត់យ៉ាងជាជឿតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយដែលគាត់ផ្ញើនេះមិនមែនជិតនឹងផ្ញើលើទី1ទេតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់ផ្ញើទី2ដល់ហើយថាការនេះបាទថាការប៉ុន្តែថាការចុងក្រោយនេះគឺ គាត់ផ្ញើនេះគឺមិនបានផ្ញើចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើទៀននៅខាងក្រៅទេបាទនេះគាត់ឲ្យផ្ទាល់សំខាន់ផ្ញើមកធ្វើទៀនជាមួយនឹងគ្រួសារបង្វត់ផ្ទាល់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងគ្រួសារបង្តាក់ផ្ទាល់បាទហើយអ៊ំសុំចាន់នេះគាត់បានផ្ញើថាការនេះមកចំនួន2ដងហើយប៉ុន្តែលើកមុនមានរំលែកថាការដើម្បីធ្វើទៀនទៅកន្លែងផ្សេងណាបងបាទបាទហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងខ្ញុំបាទក្មួយទូចក៏មានអ្វីច្រើនទេក្រៅពីពាក្យសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកអ៊ំសុខុមច័ន្ទបាទនិងអ៊ំស្រីកឹមហួយបាទដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រទេសអាមេរិកដែលគាត់បានជួយបានឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្បីធ្វើទៀនជាមួយលោកឪពុកក្មេករបស់ខ្ញុំ $25ហើយនិងអ្នកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្ញុំ $25 ហើយនឹងខ្ញុំបាទ $25 ហើយនឹងផ្ញើធ្វើទៀនជាមួយបងវត្ត $25 ពួនបងវត្ត $25 ពុកបង្កើតបងវត្ត $25 ពុកម្ដាយបង្កើតបងវត្ត $25 ពុកក្មេកបងវត្ត $25 ពុកម្ដាយក្មេកបងវត្ត $25 ហើយបងតាក់ក៏ដូចគ្នាដែរមិនរៀបរាប់ច្រើនណាស់ណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទបន្ទូចក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ លោកអ៊ំទាំងពីរដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រទេសអាមេរិកឲ្យជួបតែសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយជូនពរអ៊ំឲ្យមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍រៀងទៅបាទហ្នឹងហើយហើយក៏មិនថាតែចំពោះតែអ៊ំទេអ្នកដែលតាមដានមើល Channel អ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងនិយមតាមដាន Channel គ្រប់ Channel ទាំងអស់ជូនពរឲ្យគាត់ជួបតែពរជួបតែជ័យជួបតែសេរីដូចគ្នាបាទ បាទខ្ញុំបាទពទូចបើមានសំខុសកិច្ចគោនៅក្នុងការនិយាយស្ដីខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងបាទមានតាពាក្យថាថ្លែងអំណរគុណអរគុណច្រើនច្រើនបាទខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសបាទទៅកាន់លោកអ៊ំសុខុមច័ន្ទនិងលោកអ៊ំស្រីគឹមហួយបាទដែលគាត់ផ្ដល់នៅសេចក្ដីរាប់អានផ្ដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំង3បាទហើយគាត់ផ្ដល់ក្តី អាណិតនឹងស្រឡាញ់បាទគាត់តែខលសួរសុខទុក្ខផ្សេងៗបាទចំពោះគ្រួសារខ្ញុំហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ៊ំខ្លាំងមែនទែនដែលលោកអ៊ំបេះពីមាត់ពង្រត់ពីកបាទដើម្បីបានថវិកាខ្លះៗដើម្បីយកមកជូនមកដល់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណអ៊ំខ្លាំងមែនទែនបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរលោកអ៊ំ ទាំងពីរបាទនឹងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានទស្សនានៅវីដេអូខ្ញុំនៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំក្តីក្នុង Channel របស់ពូទូចក្តីបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីសុខសុភមង្គលបាទនិងអាយុយឺនយូរបាទនិងជាពិសេសនឹងជួបនឹងពុទ្ធពរទាំង 5 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិធានៈកំបីគ្លៀងគ្លៀនឡើយបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូម អធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរនៅការដែលខ្ញុំបាទនិយាយស្ដីបើមានពាក្យពេចន៍អីខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទផងបាទបាទចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទប្រវត្តនិងប្អូនទូចបាទនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទ បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ